Rồi em xin chào mọi người. Thì hôm nay em lại có một cái đơn hàng là khách đặt em mod hai cái mạch TG 500 và ghép nối song song lại sẵn cho khách luôn. Thì hôm nay em cũng đã làm cho khách em rồi. Ở đây là cái đường ra 310V VDC. Em ghép song song hai cái mạch TG 500 này. Đây là cái đường vào và đây là công tắc. Thì em đang kết nối vào trong cái ắc quy 12V của em ha. À, đây là cái đồng hồ đo vôn, đây cái đồng hồ đo vôn nè mọi người. Thì bây giờ em sẽ bật công tắc lên cho mọi người xem ha. Em tải với một cái bóng đèn sợi đốt 100W đó, để xem coi cái điện áp ở đây nó có bị tụt không nha. Tại vì khi mod cái mạch này là nó có luôn cái hồi tiếp rồi, cho nên khi chúng ta có tải thì cái áp ở đây nó vẫn giữ là khoảng 320 mấy volt đó. Thì riêng hai cái mạch mà TG 500 chúng ta muốn ghép song song thì ở trước cái đầu ra của nó là chúng ta nên lắp cho nó hai cái con tụ để cho nó dập xung giữa hai mạch với nhau ha. Rồi bây giờ em sẽ mở nguồn lên cho mọi người xem nè. Đây bóng đèn đang sáng nha. Thì bây giờ sẽ xem coi cái đồng hồ này nó là bao nhiêu volt. Đây 321 volt nè mọi người, đây 321 volt đó, và đang thắp sáng một cái bóng đèn sợi đốt. Điện áp nó vẫn không bị tụt nha. Nó luôn giữ ổn định bởi vì mạch này em mod có hồi tiếp mà. Phép thì vẫn mát, hai miếng tản nhiệt này vẫn mát nha, mát lạnh luôn á. Bên chạy có 100W mà. Thì ghép hai cái mạch TG 500 này lại thì nó sẽ có công suất là khoảng 600W. Rồi. Thì anh khách yêu cầu ghép như thế này để đem về lắp vào trong cái mạch cầu H 600W á để sử dụng á. Thì em đã làm xong rồi. Thì cũng muốn quay lên để chia sẻ cho mọi người cái cách để chúng ta có một cái kích điện sắm sim nó rẻ tiền nhất là một cái mạch cầu H. Đây mạch cầu H 600W rồi ghép với hai cái mạch TG 500 là chúng ta sẽ có một cái kích điện sắm sim ha, công suất liên tục 600W. Rồi em chào mọi người nha.